Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Ngay từ những ngày đầu tiên công bố dự án bộ phim Cậu Vàng thì tác phẩm điện ảnh này đã vấp phải rất nhiều tranh cãi từ phía khán giả khi mà sử dụng một chú chó Nhật giống Shiba để tham gia vào bộ phim thay vì một chú chó giống Việt thuần chủng. Chưa dừng lại ở đó thì mới đây, fanpage của chương trình này lại tiếp tục khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng khi mà đã có những phát ngôn được cho là xúc phạm đến khán giả. Lấy cảm hứng từ những tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao, Cậu Vàng của đạo diễn Trần Vũ Thủy là một bộ phim đầu tiên của Việt Nam lấy một chú chó là một nhân vật trung tâm, điểm kết nối các nhân vật khác. Thế nhưng thay vì nhận được sự ủng hộ từ đại đa số công chúng, bộ phim Cậu Vàng đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ những ngày đầu tiên thành lập dự án. Từ việc sử dụng một chú chó Nhật giống Shiba để tham gia thay vì giống chó thuần chủng của Việt Nam, đến tin đồn liên quan đến việc nhà sản xuất để hai chú chó thuần Việt hỗ trợ chú chó Nhật để đóng thế những cảnh Cậu Vàng bị bắt, chói, thòng lọng khiến khán giả vô cùng bức xúc. Bẵng đi một thời gian, mới đây thì nhà sản xuất đã tung ra những hình ảnh đầu tiên với nhân vật được khán giả quan tâm nhất, chú chó Vàng. Tuy nhiên một lần nữa, khán giả đã bày tỏ sự thất vọng khi mà nhà sản xuất vẫn nhất quyết chọn giống chó Shiba của Nhật. Nhưng điểm khác biệt là chú chó này có bộ lông màu đỏ hung chứ không phải màu vàng như thường lệ. Trước việc nhà sản xuất không chịu tiếp thu ý kiến của khán giả khi phỏng tác một tác phẩm để đời của nhà văn Nam Cao không chỉn chu, nhiều khán giả đã tấn công fanpage được cho là chính thức của bộ phim để bày tỏ sự bức xúc. Tuy nhiên, có lẽ vì những bình luận ném đá quá dữ dội dành cho bộ phim, trong khi chưa biết vai diễn của chú chó này như thế nào, đã khiến admin của fanpage Cậu Vàng Movie cũng phải bức xúc. Người này sau đó đã có những bình luận khá gay gắt và mỉa mai khi cho rằng khán giả là những kẻ nghèo hèn ngu dốt. Mặc dù đã xóa đi ngay sau đó, thế nhưng một số cộng đồng mạng vẫn nhanh tay chụp lại được vì hiện tại câu chuyện này vẫn đang tiếp tục lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Những thông tin tiếp theo về sự việc này thì sẽ liên tục được cập nhật trong bản tin của S News. Đừng quên like và subscribe nhé.